ngồi đấy đi. Ok, chúc may mắn nhá. Tí vô. YouTube. Đông quá mọi người ơi. Em ở dưới kia. Giờ tôi mắc có máy kìa. Dạ. Mày được lên phố dạy ngủ. Em ở con phi. Chỉ làm vlog thôi. Quay lại cho mọi người xem nữa thôi. Lưu lại kỷ niệm rồi thôi mà. Tí nữa lên nó nhỏ hóc cái đố đây, có cái video đó. Để em quay mày mọi người. Mọi người. Chú ăn nhiều đi chú ơi. Ông không ăn nhiều không cháu ơi, ông ạ. Rồi em trường ra nên cháu. Trường lão. Anh ăn nhiều đi, tóc bạc cái kia ăn nhiều đi. Em ăn nhiều gì. Mọi người thấy không? Dù tóc có bạc cỡ nào không biết nhưng mà mình đi thi nơ 2 này. Thiên được. Phải học không? Đấy, quá nhật cũng phải lấy làm không mà phải đi học. Phải học thêm. Đi học ấy. Có mấy người Việt Nam mình khá hồ. Ơ, có mấy người người Việt Nam, mọi người, anh em đúng lắm. Mình không cần đi đâu, lấy đi học. Mày ở gần đấy không? Mày gần đấy không? Ở gần đấy không? À dạ. Ở cái chỗ ở tao ở tao xin ăn xén phải không? Thế cũng ở xã hay lên đấy khoảng tầm 30 phút không này? Đi đâu? Em tưởng xã nữa chứ. 300 cây á? À, đồ sai. Tiếp 300 cây lên được khẩu đấy. Tuyệt trắng mọi người này. Mọi người rất đông. Thực tập sinh du học sinh rồi những ai ở đang ở Nhật Bản mà gọi là gái của cô dính người nước ngoài mà sẽ đi thi. Một năm sẽ có hai đợt, một đợt tháng 7 và một đợt tháng 12. Mọi người sẽ đi thi để lấy cái chứng chỉ tiếng ở bên này. Nếu dù như mà có bằng N2 N1 thì mọi người có thể là xin các cái visa khác. Nếu ai mà cảm giác có năng lực học được thì nên học. Vì học tiếng học có rất là nhiều cơ hội. Không chỉ là có người Việt Nam mà có cả các nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Indo nhiều lắm. Nói chung là không phải chắc mỗi Việt Nam nhưng mà Việt Nam không thể là sẽ chiếm đa số. Tí nữa mọi người cùng xem số lượng người Việt Nam đi thi là sẽ bao nhiêu người nha. Không sẽ quay cho mọi người cùng xem. Ok, cuối cùng là đến được địa điểm thi rồi mọi người. Từ ga mà đi đâu đấy là khoảng tầm đi bộ khoảng tầm mất 10 phút đến 15 phút đấy. Mọi người thấy người đóng chưa? Đấy, trung tâm của nó này. Sapporo, Kobe, Kyoto.
Khoảng cách trai người đẹp. Chị hai, hai chị em nha. Ngài đi chứ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đấy để xem số lượng người nó đông như thế nào nhá. Chỉ vào đây mà nó có ai ở Việt Nam không có lẽ. Hello. Thì có ba người Nhật diễn đi luôn. Thích nha. Đừng ngại. Không phải ngại. À, phòng thi mọi người này. Thì từ 12 rưỡi cho đến tận 16:35. Một cứ thi một nội dung là sẽ nghỉ bán. Quay thì có ưu tráng này cho thế nào họ biết chứ. Gọi ưu tráng ai biết được. Chào bà con nha. Đừng nghe hôi tí nữa. Kêu nói là quá lao không? Có thể quá trả lời không? Rất đông mọi người ạ. Nhiều người. Người đông cực kỳ. Úi trời ơi, tha hồ. Phòng thi nhiều đông. Úi xời, ta đi hết được cái chỗ này, hết được mọi người. Rộng lắm. Người thi rất là đông luôn. Giờ vào đấy mà bảo này có ai ở Lào thì hãy cho con nữa. Đi thử không thử đây. Có ai ở Lào không ơi? Có ai ở Lào không? Đây, đây là các cơ khu thi nữ hai. Đúng rồi, người khiếp rồi. Thế như đến lúc này đi sau lưng luôn ấy. Toàn đều nhìn đều mặc áo trắng mà kiểu hai anh em phải đi nhanh quá. Không, nhưng không phong. Anh không giữ tụi thì không phong. Mình đi làm YouTube thôi, mọi người lên kính để xem thôi, còn lại thi cười chứ. Như cứ tranh thủ đấy, tranh thủ nói nắng gì đó thôi tí nữa lên hình em sẽ được lên gửi cho bà. Chào bà con các kiểu đi. Nói vài câu gì đó. Mình không cần phải chép bài hay hết, mình tự lực cảnh chính. Còn chép bài thì đó là cái bài của họ thôi. Mà chưa chắc họ học được nữa. Mình học được không nói rắn. Trời, người tháo hồn người. Chị vô đây mà hỏi này, ai ở Việt Nam không, có lẽ cái chỗ này chắc phải chiếm đến 80% là người Việt Nam đó thầy. Có ai ở Lào không ơi? Có ai nói nắng chứ cả. Lào thì còn Việt Nam mình cũng ba có với nhau mà ai nhìn hết rồi.
tâm thi tổ tổ bạch vả. Bây giờ mới 11 giờ mà đến 12 điểm thì nên số lượng đang còn đi vào, đang còn đi, còn rất là đông. Nhiều nơi thì có người Nhật công ty đưa đón. Người Ấn Độ này. Đây là người Ấn Độ này. Người Thái vừa đi ngang qua đó. Đông. La liệt. Quay quay lên mặt ơi. Cô tiệt. Lại quay. Lại quay. Chuột ngay. Lại làm vlog. Đi 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 mấy người đấy, đi mấy người đây ta, cả nhà đấy hả? À. Không cả nhà. Chào 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 cả nhà đi đi. Đây đông hương quần trì. Ui giờ đông người vào. Ngoài kia còn một tốp đang vào mọi người. Bây giờ mới có 11 giờ nên con phải đến tận 1 tiếng rưỡi nó mới thi á. Số người vẫn đang còn từ các nơi đổ về đi thi rất là đông luôn. Giờ Hùng cũng không biết số liệu chính xác là số lượng người đi thi là bao nhiêu. Này mọi người nhìn thấy người vào chưa? Đông chưa? Như chạy hồi luôn. Đây là hầu như là lao động rồi thực tập sinh người quá trời luôn, có đọc người cả. Vâng, đoàn tiếp theo vào là đoàn Indonesia. Người đông. Phải có lên kênh không? Cho lên kênh luôn. Thấy mà không chào là hơi bị lồi đó nha. Anh đang rin qua để chào em đấy. Bây giờ em nói không chào em là sao? Gần luôn à? Hai lắm. À thế à? Kiểu gì chả nhìn được không? Nhìn được, nhìn mắt anh sáng mà. Việc của em là chỉ đưa bài ra là được không mà. Đúng thật thua này. Hả? À, không phải đấy á? À là ở dưới này. Rộng đi mà nó ngồi được hết đấy á. Đi 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 đi. Rất trông mọi người. Mình tranh thủ bay thôi. Đông luôn mọi người.
Bây giờ thầy đang nhắc nhở để cho tất cả bỏ cái điện thoại rồi dụng cụ hết vào trong túi. Ok mọi người, thi xong rồi, mới vừa thi xong trắc nghiệm mọi người ạ. Giờ mọi người bắt đầu nghỉ ra, người ta nghỉ giải lao 30 phút. Thế nào, thi thế nào? Thi thế nào? Đẹp. Đề đẹp không? Đề đẹp luôn á. Đây, đây là bàn ngồi cùng với Hùng. Phút thứ 90 bắt đầu mới xuất tiền mọi người ạ. Đúng người, bây giờ anh em mọi người đang nghỉ làm phòng này, phòng rồng như mọi người này. Phòng rồng kín hồn luôn. Khi mà điện thoại thì mình cho vào túi mọi người ạ. Số vào danh này, tìm theo số từ từ ha. Ok, bây giờ đang nghỉ làm hỏi thêm có tình hình thi cử thế nào mọi người ơi. Đây, đây người ngồi trước không? Bạn tên gì ạ? Hả? Tên tuổi á, tên tuổi ở mô làm chí để hỏi mọi người họ biết đi. Anh ngồi đây đi. Ok, chúc mừng ảnh nha. Đi vô. YouTube. Đông quá mọi người ơi. Vừa mới thi một môn xong mọi người ạ. Bây giờ chuẩn bị quá tiếp một môn tiếp theo. Vừa mới đọc hết D vẫn hết chơi. D thì không thấy hẳn phù hợp với người Nhật hơn. Tại vì đọc xong rồi là chưa kịp hiểu hết giờ rồi. Giờ chuẩn bị vào thi tiếp môn thứ hai. Nhiều người ra thì bảo là nhiều D nắm đi dễ đáng không biết. Ok nha mọi người, tiếp tục nha. Cuộc chiến bắt đầu. Bắt đầu tiếp tục. Ok. Xong môn thứ hai mọi người ơi. Xong môn thứ hai thôi. 70 phút trôi qua. Khó không? Wow, mọi người sau 70 phút làm bài thi cuối cùng giờ kết thúc. Vừa rồi là 39 câu mọi người. Hùng chưa đọc xong đề thì hết thời gian rồi thôi. Bạn ngồi cùng Hùng bảo nói là đề dễ lắm ấy nè. Em thấy em phải thi nơi một kìa. Mọi người bây giờ đi về xin nghỉ đi, lao ăn uống các kiểu. Còn lại em tiếp tục ngồi lại đây các kiểu. Indonesia. Mọi người ở cái phòng đi nó phải hơn 1.000 người mọi người ạ. Rộng cực kỳ, một dãy. Một dãy này là có 80 người mà có đây có 7 dãy luôn ấy. Rồng cái cây đống ngoài. Đi nè, con muốn là mọi người ạ. Con muốn nữa là kết thúc xong. Chuẩn bị kết thúc công ty thi đó. Cố gắng. Ok thì xong rồi mọi người ơi. Ở đằng trên này. Về thôi. Chào nha. Con cứ viết này.
Viết này, viết này. Bây giờ thì xong rồi, tất cả mọi người về thôi. Sau 40 phút thì nghe là kết thúc. Thì được không? Thì đề khó, đề dễ hay? Thấy năng lực của người Nhật là họ sẽ làm vừa với cái đề này. Úi dồi ôi, đông rồi. Loạn mọi người, đông cực kỳ luôn. Đông cực kỳ luôn mọi người ạ. Anh em về luôn à? Đi được gì? Đi được gì? Điên hết. Điên hết hả? Không có chỗ mới trồng hết. Giờ đầu ấy cũng đầu 6 mét rồi. Kiếm mày người đống này. Thì được không? Cả nhà làm được không? Trải nghiệm hả? Người như kiện đông vui. Em về luôn nào thương? Ừ. Tôi nói nè, con em ở tí sao? Mọi người thi thế nào? À, đây năm nay thì 44 thì rất là dễ. Nhưng mà sẽ hết rồi. Tôi đạt rồi. Cái thì rất là khó nghe. Nhưng mọi người mà không để ý thì có thể là bị nhầm lẫn. Như không thấy là đề dễ, đề năm mới rất dễ. Nó phù hợp với lại các nó phù hợp với là người Nhật thì không hơn. Ok, chào mọi người. Chào mọi người nhá. Giờ chứ cả nhà mình bắt đầu kéo nhau về đây. Trời đã đổ tối rồi. Thì từ lúc 12 giờ rưỡi. Giờ đến bây giờ là 5 giờ tối. Trời đã tối, rất là tối rồi. Giờ là mọi người bắt đầu về kéo nhau về. Lạnh quá. Thôi. Ok, thế là kết thúc một chuyến hành trình thi tiềm năng lực tiếng Nhật. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Tiệt mọi người này.